Pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không nội vân vân làm phương tiện, hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, pháp không nội và tánh của pháp không nội là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện. Vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là phương tiện, hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không nội vân vân làm phương tiện, hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này khánh nghỉ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó, nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không dốc giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh nghỉ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không dốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh nghỉ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh, không hai, không hai phần. Này khánh nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỉ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là phương tiện?
vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh nhỉ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo? Này khánh nhỉ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh nhỉ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thành đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này khánh hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện? Vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh nhỉ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này khánh nhỉ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn, vì sao lưỡi vô nhị của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, làm phương tiện, vô sanh của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, làm phương tiện, vô sở đắc của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này khánh nghỉ, Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Này khánh nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này khánh hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, làm phương tiện, vô sanh của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, làm phương tiện, vô sở đắc của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này khánh hỷ, Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này khánh hỷ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là phương tiện, vô sanh của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện. Vô sở đắc của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này khánh hỷ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không.
Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của chân như làm phương tiện, vô sanh của chân như làm phương tiện, vô sở đắc của chân như làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này khánh nhỉ, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì tánh không của chân như cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này khánh nhỉ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của chân như vân vân làm phương tiện, vô sanh của chân như vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của chân như vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Hết quyển thứ 118.